Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo như thế này. Mặt trước của túi mình có trang trí họa tiết chú hổ nè. Ở phía sau thì mình cũng có tạo đuôi cho chú hổ của mình ha. Và cũng có dây đeo. Đối với mẫu này mình sẽ hướng dẫn size mà các bạn có thể để được cái bao lì xì lớn vào nè. Hoặc là mình cũng có thể đựng điện thoại vào ha. Bên trong nè. Nó có thể phù hợp với người lớn hoặc là trẻ nhỏ cũng được. Để làm mẫu này thì ở đây mình sử dụng là len miêu cốt tông của 125g. Sợi len của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Và kim móc mình sử dụng để móc phần thân túi. Mình sử dụng kim 3.5mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì các bạn có thể dùng đầu kim mà các bạn có. Sau đó mình so sánh vào sợi len. Thì khi đưa vào so sánh với sợi len nè, đầu kim của mình nó sẽ to hơn sợi len 1/2 là được ha. Mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn kéo cắt len, kim khâu len, các cái hạt nút mình dùng để làm mắt, cũng như là các bạn có thể chuẩn bị cho mình thêm keo để mình có thể dán họa tiết ha. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một cái họa tiết như thế này. Thì các bạn sẽ móc cho mình hai mặt ha. Ở đây mình đã có móc sẵn một mặt rồi, thì bây giờ mình sẽ móc mặt thứ hai. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, sau đó móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn mình vừa tạo này, móc vào đây cho mình 12 mũi nửa kép nha. Vòng đầu tiên mình sẽ móc bằng mũi nửa kép, mũi nửa kép thứ hai, mũi nửa kép thứ ba, nửa kép thứ tư, mũi nửa kép thứ năm, mũi nửa kép thứ sáu, nửa kép thứ bảy, mũi nửa kép thứ tám, nửa kép thứ chín, nửa kép thứ mười, mũi nửa kép 11 và mũi nửa kép thứ 12. Sau khi có được cho mình 12 mũi nửa kép vào vòng tròn đầu tiên rồi, di chuyển kim đến chân móc của mũi nửa kép đầu tiên và ta sẽ móc vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 12 mũi nửa kép. Thì 12 mũi nửa kép này nó sẽ tạo ra được 12 chân móc cho vòng móc thứ hai. Thì vòng móc thứ hai móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời, móc vào đó hai mũi kép đơn. Ta sẽ sử dụng mũi kép đơn nhé. Kép đơn thứ nhất. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai vào cùng một chân móc. Khi có được hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc rồi thì các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì mình sẽ có chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Tương tự chân móc thứ ba, móc hai mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng, vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 24 mũi kép đơn. Thì kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Tiếp tục móc lên hai mũi xích. Vòng móc này có 24 mũi kép đơn, nó sẽ tạo ra được 24 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ, ta cũng móc vào đó một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ được một cụm móc như thế này ha. Một kép đơn xen kẽ hai kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì ta sẽ có xen kẽ nè. Chân kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc.
Mình có được cụm thứ hai ha. Tiếp tục móc tương tự cho đến hết vòng. Cụm thứ ba, một kép đơn, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì kết thúc vòng này cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc để mình tạo cái phần mặt của hổ nè. Thì nó đã có cái độ rộng như thế này rồi ha. Mình sẽ tiến hành không tăng mũi nữa. Các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình. Thì vòng móc thứ ba này ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc. Cụm móc của mình là một kép đơn, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc ha. Đây là cụm móc của mình nè, thì mình có tổng cộng là 12 cụm như thế này ha. Cụm thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu, cụm móc thứ bảy, cụm thứ tám, cụm móc thứ chín, cụm móc thứ 10, cụm móc 11 và cụm móc thứ 12. Mình cũng tăng được 12 mũi cho vòng móc thứ ba này và tạo ra được 12 cụm tổng cộng. Vòng móc kế tiếp mình sẽ tạo cái hình tròn này rời lại thành một hình vuông. Thì 12 cụm này các bạn sẽ chia cho mình 4 góc. 12 chia cho 4 sẽ được 3, thì mình sẽ có mỗi cạnh là 3 cụm liên tiếp ha. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình chân đầu tiên của cái cạnh đầu tiên nè. Sau đó từ đây mình đếm ra 3 cụm. Đây, thì 3 cụm này sẽ là một cạnh đầu tiên của hình vuông ha. Tiếp tục dùng kim đánh dấu vào chân đầu tiên của cạnh thứ hai. Tiếp tục đếm 3 cụm. Cụm thứ hai nè. Cụm thứ ba. 3 cụm này cũng là khoảng cách của một cạnh ha. Tiếp tục dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào chân đầu tiên của cụm tiếp theo nè. Và cũng đếm cho mình 3 cụm và đánh dấu vào chân kế tiếp. Như vậy là mình đã có được 4 điểm mà mình đánh dấu, tạo ra 4 góc vuông. Lúc này khoảng cách của điểm cuối cùng và cái điểm đầu tiên mà mình tạo cũng là 3 cụm ha. Khi đã có được 4 cạnh như thế này rồi, mình sẽ tiến hành thay màu và tạo cái hình tròn này thành hình vuông. Từ cái sợi len thừa mà mình kết thúc ở vòng thứ 3 nè, tháo kim đánh dấu ra. Thì từ cái sợi len thừa này ha, phía trước nó là chân mình móc mũi dời vào đó, thì phía sau của nó sẽ là cái chân của mũi dời. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân ở phía sau của sợi len thừa nha. Sau đó mình sẽ đưa cái màu len khác ra phía sau này, chừa cho mình một đoạn len vừa đủ. Sau đó đưa cái đoạn len này ra phía sau, kéo len qua chân móc. Từ đây các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. 3 mũi này là một mũi móc, thì tiếp tục lên một xích. Như vậy là mình đã có được 4 mũi xích ha. Di chuyển kim đến chân đầu tiên của cái cạnh đầu tiên nè. Ta sẽ móc vào cái chân móc đó 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len vào trong mũi móc nha. Khi có được 2 mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên của cạnh rồi, thì chân thứ hai móc cho mình một mũi nửa kép. Chân thứ ba sẽ móc một mũi móc đơn. Tiếp tục móc thêm cho mình 4 chân kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Thì mình sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ tư nè. Và mũi móc đơn thứ năm. Khi có được 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp thì còn lại 2 chân móc của cái cạnh này ha. Thì 2 chân móc của cạnh này các bạn sẽ móc cho cái mũi móc mình nó được cao dần, tức là nó sẽ ngược lại với cái điểm này. Thì ta sẽ móc vào chân kế cuối một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Như vậy là ta hoàn tất được các chân móc của cạnh đầu tiên ha. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi xích để ta bắt đầu cạnh tiếp theo nè. Tháo kim đánh dấu ra.
Ở cạnh tiếp theo mình cũng có chín chân móc, thì các bạn cũng làm tương tự cho mình như cái cạnh đầu tiên mà mình vừa tạo nè. Khi lên hai xích rồi ha, móc vào chân kế bên hai mũi kép đơn. Thì ở đây mình sẽ tạo ra được một cái góc vuông. Chân thứ hai của cạnh thì các bạn cũng làm tương tự cho mình. Chân thứ hai là một mũi nửa kép. Hai chân đầu tiên rồi ha, năm chân kế tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Được 5 mũi móc đơn liên tiếp, còn hai chân cuối cùng thì chân kế cuối móc một mũi nửa kép. Và chân cuối cùng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc. Gây nên hai mũi xích. Ta hoàn tất được cạnh thứ hai. Các bạn sẽ làm tương tự cho các cạnh còn lại cho đến cái cạnh cuối cùng luôn ha. Đây, mình cũng tháo kim đánh dấu và di chuyển kim đến cái chân mà mình vừa đánh dấu ở đây nè. Chân đầu tiên sẽ móc hai mũi nửa kép vào cùng chân móc. Chân thứ hai một mũi nửa kép, năm chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn. Hai chân cuối cùng thì chân kế cuối một mũi nửa kép và chân cuối cùng hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi mình đã móc đến cuối vòng thì khác với các cái cạnh mà mình vừa tạo, chân cuối cùng mình có hai mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Nhưng cái cạnh cuối cùng này các bạn chỉ móc cho mình vào chân cuối cùng một mũi kép đơn thôi. Sau đó mình sẽ ép cái mũi kép đơn này với bốn mũi xích gây nên đầu tiên, thì các bạn đâm kim cho mình vào cái chân mũi xích thứ ba từ dưới lên. Móc vào đó một mũi dời. Sau đó tiếp tục dời kim vào cái khoảng trống mà mình có được ở đây, móc vào một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Như vậy là cạnh cuối cùng của mình cũng có số mũi móc bằng với các cái cạnh còn lại ha. Ta cũng tạo ra được một cái hình vuông thay thế cho cái hình tròn mình vừa tạo bên trong. Ở vòng móc màu đỏ thứ hai, khi dời kim vào khoảng trống này rồi ha, 3 mũi xích đầu tiên mình gây nên là một mũi móc rồi, các bạn tiếp tục móc vào đó cho mình một mũi kép đơn nữa vào cái khoảng trống này ha. Như vậy là mình sẽ có được hai mũi nè. Từ đây móc lên hai mũi xích và mình tiếp tục đâm kim vào khoảng trống đó, móc vào đó hai mũi kép đơn. Ta sẽ tạo ra được góc đầu tiên. Được góc đầu tiên rồi, từ đây di chuyển kim đến các chân móc kế tiếp, mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn ha. Thì đây là chân đầu tiên nè của cạnh nè, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó lần lượt làm tương tự cho đến cái góc vuông tiếp theo mà mình gặp. Cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã móc được các cái mũi kép đơn vào các chân móc thì từ đây mình đã có được tổng cộng là 11 mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Đến cái khoảng trống tiếp theo của cái góc vuông này nè, thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống đó một góc vuông gồm hai mũi kép đơn. Sau đó móc lên hai mũi xích và tiếp tục hai mũi kép đơn vào khoảng trống đó ha. Ta tạo được góc thứ hai. Từ đây các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cạnh còn lại nè. 11 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn. Sau đó khoảng trống này tạo góc vuông, tiếp tục là 11 mũi kép đơn, sau đó là góc vuông và 11 mũi kép đơn cho đến hết. Khi các bạn móc ở cái cạnh cuối cùng nè, thì đối với những cạnh mà mình móc ban đầu á, mỗi chân móc có một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì mình sẽ có 11 mũi kép đơn lẻ ở đây. Thì đến cái cạnh cuối cùng, khi các bạn móc vào các chân móc mình được 10 mũi rồi, thì chân cuối cùng mà mình đâm kim sẽ là cái chân của cái mũi xích thứ ba của ba mũi xích này ha. Mình sẽ đâm kim vào cái chân đó, móc một mũi kép đơn nữa.
Thì như vậy là mình sẽ có được 11 mũi kép đơn bằng với kích thước của các cạnh còn lại nha. Để kết thúc thì đâm kim vào chân xích thứ 3, tính từ dưới lên, móc vào đó một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn kế bên, móc một mũi dời. Và đâm kim vào khoảng trống của góc vuông này ha, cũng móc một mũi dời. Ta có được một cái hình vuông rồi, từ đây móc lên cho mình 3 mũi xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái cạnh kế bên này nè. Chân đầu tiên cho đến chân cuối cùng của cạnh này ha. Mình sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn. Chân thứ hai cũng móc nè. 3 mũi xích này mình được tính là một mũi thì lúc này mình có 2 mũi rồi ha. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư, và làm tương tự cho mình cho đến hết. Khi đã móc được đến cuối hàng móc, mình có tổng cộng là 16 mũi, tính luôn 3 xích đầu tiên ha. Thì khoảng trống cuối cùng này móc cho mình một mũi kép đơn. Như vậy là mình có được 17 mũi kép đơn. Từ đây móc lên 3 mũi xích. Quay ngược đầu móc lại. 3 mũi xích này được tính là một mũi móc rồi ha, thì ta sẽ không đâm kim vào chân đầu tiên mà các bạn di chuyển kim đến chân thứ hai, móc vào đó một mũi kép đơn. Như vậy là mình đã có được 2 mũi ở đây rồi nè. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân cuối cùng. Mỗi chân móc mình cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Sau khi đã móc đến cuối hàng móc nè, thì mình có tổng cộng là 16 mũi, tính luôn 3 xích đầu tiên. Thì hàng phía dưới mình có 17 mũi. 3 xích đầu tiên này được tính là một mũi, thì các bạn sẽ đâm kim vào chân xích thứ 3, tính từ dưới lên ha, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Như vậy là mình cũng có được 17 mũi móc ở đây. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Đây sẽ là mặt trái của sản phẩm nha, và mặt phải nè. Các bạn sẽ tiến hành cắt len. Ta được một họa tiết như thế này rồi, các bạn tiếp tục tạo cho mình một họa tiết tương tự như vậy. Tức là mình sẽ có hai họa tiết như nhau. Bây giờ mình sẽ viền lại cái họa tiết này. Ta sẽ sử dụng một sợi len, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len vừa đủ để mình móc dấu len vào trong mũi móc nè, và mình sẽ viền lại cái họa tiết này. Thì để viền lại đưa cho mình mặt phải ra phía ngoài ha. Ta sẽ đâm kim vào chân móc xích thứ 3 của 3 mũi móc xích cuối cùng. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Và ta cũng móc vào chân mình vừa móc mũi dời đó một mũi móc đơn ha. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, ở chân thứ hai các bạn sẽ để ý cho mình, ta sẽ móc vào cái chân móc chứ đừng có móc vào cái cạnh ha. Móc vào chân móc này 2 mũi móc đơn nè. Được 2 mũi móc đơn, ta có 3 mũi rồi ha. Thì mũi kế tiếp mà mình móc sẽ là cái khoảng trống mà mình tạo góc vuông á, các bạn sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi móc đơn. Như vậy là mình viền được 5 mũi móc đơn cho hai cái cạnh bên trên ha. Thì từ đây mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc của các cái cạnh góc vuông bên dưới nè, và mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc, thì mình cắt len không phải giấu len nhiều ha. Sau đó mình sẽ làm tương tự, mỗi chân làm một mũi móc đơn cho đến cái góc ở phía dưới này. Sau khi đã móc được các cái mũi móc đơn cho đến góc vuông ở phía dưới, thì cái góc vuông đó các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống này 3 mũi móc đơn ha.
Từ đây lần lượt di chuyển kim đến các cái chân móc của cạnh này, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đều cho mình cho đến cái góc vuông này cũng móc vào đây 3 mũi móc đơn. Sau đó lần lượt móc cho các chân móc còn lại. Đến đây thì cái khoảng trống góc vuông này móc 2 mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục cái chân móc của hàng bên trên móc 2 mũi móc đơn và chân cuối cùng móc 1 mũi ha. Móc tương tự cho mình. Sau khi móc đến cuối hàng thì móc lên một xích kéo và cắt len đối với cái tấm đầu tiên ha. Thì tấm đầu tiên các bạn sẽ cắt len và mình sẽ viền lại được một cái phần như thế này. Đây sẽ là mặt trước của túi nha. Còn đối với cái mặt sau á, khi các bạn móc cho mình cái phần viền này đến điểm kết thúc thì mình sẽ không cắt len và mình sẽ tạo cái phần bên hông. Thì đến điểm kết thúc rồi ha, móc lên 2 mũi xích và ta quay ngược đầu móc lại. Móc lần lượt cho mình vào các chân móc, mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn ha. Thì chân đầu tiên là một mũi kép đơn. Tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn móc tương tự cho mình ở cái phần góc này nè, có 3 mũi móc đơn thì mình cũng móc 3 mũi này, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến đầu móc bên này. Khi móc được đến cuối hàng móc thì phần thân sau của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha. Đây là mặt sau nè. Đến đây thì móc lên 2 mũi xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ hai sẽ làm tương tự như hàng đầu tiên, tức là mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến hết hàng này. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của phần thân túi ha. Tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc là được. Và ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 4 hàng móc mũi kép đơn đều nhau ha. Và nó đã có được một cái độ rộng cho phần thân túi rồi. Thì đến đây các bạn móc lên cho mình một xích kéo và cắt len. Thì mình hoàn tất được một nửa của thân túi. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép lại với phần thân trước. Ta sẽ đưa mặt còn lại và úp cái mặt trái vào trong ha. Tức là đưa tất cả các cái mặt phải ra bên ngoài. Sau đó mình sẽ sử dụng chỉ màu vàng. Các bạn sẽ chưa cho mình một đoạn len vừa đủ ha. Sau đó mình sẽ viền từ cái điểm này trước nè. Ta đâm kim vào chân đầu tiên của cái phần thân trước. Chân mũi móc đơn đầu tiên ha. Đồng thời đâm kim vào chân tương ứng của cái phần thân sau nè. Chân đầu tiên luôn nha. Vào hai chân móc như thế này, sau đó kéo cái sợi len qua hai chân móc này. Móc lên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc mà mình vừa móc đó, móc một mũi móc đơn ha. Hai chân móc nè, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến chân kế bên của mặt trước và một chân tương ứng, tức là chân thứ hai của mặt sau ha. Hai chân song song như thế này, sau đó móc vào đây một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu cho mình các cái sợi len thừa vào trong mũi móc nè. Tiếp tục chân thứ ba, hai chân song song với nhau, móc vào một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết cái phần viền này ha. Ta cứ đâm kim vào hai chân song song với nhau và móc vào các cái mũi móc đơn là được. Sau khi đã đẹp được cho mình phần thân trước với thân của túi rồi ha, thì đây là bên trong của mình này, nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này. Và mặt trước của mình ha, sẽ có được một cái đường viền để tạo điểm nhấn cho mặt trước. Và đây là mặt sau nè. Thì đến được cái điểm cuối cùng của phần viền rồi ha, các bạn tiếp tục viền cho mình một hàng viền ở phần miệng túi. Thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp với nhau, mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì chân đầu tiên nè, móc lên một xích,
đâm kim vào chân mà mình kết thúc mũi á, nẹp á, móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục làm lần lượt cho các chân móc còn lại cho đến hết cái mặt trước này. Mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn ha. Nẹp được phần thân trước rồi, đến hai bên thân hông á, thì hai bên thân hông nó khác với các cái phần thân trước. Ta sẽ không có mũi móc mà các bạn sẽ có các cái thân chân móc nè. Thì lúc này mình sẽ không móc vào thân chân móc mà các bạn di chuyển kim đến các cái chân móc mà mình móc ha. Ta không móc vào thân chân móc mà mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp nhau nè. Đây, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn nha. Không móc vào thân chân móc mà móc vào chân móc, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì chân đầu tiên nè, hai mũi móc đơn. Tương tự chân kế bên cũng móc hai mũi móc đơn vào chân móc. Chân kế tiếp hai mũi móc đơn. Thì ba chân móc này có hai mũi móc đơn ha. Ta có 6 mũi móc đơn tổng cộng thì đến đây móc một mũi móc đơn. Và lần lượt di chuyển kim đến các chân móc. Lúc này mình đã có cái chân móc rồi thì các bạn sẽ móc tương tự ha. Phần thân hông này sẽ làm tương tự như mình vừa hướng dẫn và móc tương tự cho đến hết. Sau khi đã viền lại được cho mình cho đến cuối vòng móc này thì đâm kim vào chân mà mình nẹp cuối cùng, móc một mũi móc đơn. Và sẽ đâm kim vào chân mà mình viền đầu tiên. Chân mũi móc đơn đầu tiên ha, móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Mình hoàn tất được hàng viền đầu tiên của phần miệng túi. Phần thân trên thì mình sẽ tạo các cái họa tiết sò cho phần miệng túi của mình ha. Móc vào chân đầu tiên mình vừa móc mũi dời đó, móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc và đâm kim vào chân thứ ba, móc vào đó ba mũi khép đơn cùng chân móc. Có được 3 mũi kép đơn cùng chân móc rồi, từ đây móc lên một mũi móc xích. Và di chuyển kim đến chân kế bên, móc vào chân kế bên này 3 mũi kép đơn ha. Ta có được một họa tiết sò như thế này. Thì kết thúc các bạn cũng bỏ qua cho mình hai chân và đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Thì họa tiết sò của mình hình thành như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình, bỏ qua hai chân, móc vào chân thứ ba, ba mũi kép đơn. Được 3 mũi kép đơn rồi, lên một mũi xích và đâm kim vào chân kế tiếp, móc 3 mũi kép đơn. Kết thúc họa tiết sò thì bỏ qua hai chân và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng móc nè, để ý cho mình. Nhiều trường hợp ở những cái mũi móc cuối cùng này nó sẽ không có đủ các cái khoảng cách để mình tạo ra các cái họa tiết sò đều như thế này. Thì các bạn sẽ chọn cho mình hai họa tiết sò cuối cùng. Hai họa tiết sò cuối cùng này các bạn sẽ chọn cho mình cái khoảng cách của hai họa tiết sò này khác với các cái khoảng cách của các họa tiết sò khác. Tức là mình có thể cách nhau là ba chân móc thay vì là hai chân móc ha. Thì mình sẽ bỏ qua ba chân nè, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục bỏ qua hai chân, đâm kim vào chân thứ ba, móc ba mũi kép đơn và tạo họa tiết sò cuối cùng ở đây nha. Ba mũi kép đơn vào đây. Lên một xích, tiếp tục 3 mũi kép đơn vào chân kế tiếp,
Được họa tiết sò rồi ha. Lúc này mình còn ba chân móc thì bỏ qua ba chân này và đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc họa tiết sò á. Móc vào đó một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Như vậy là mình hoàn tất được hàng viên sò đầu tiên. Để tạo được hàng sò thứ hai, lúc này mình sẽ bắt đầu ở nửa họa tiết sò. Thì khi lên 3 mũi xích rồi, các bạn tiếp tục móc lên cho mình thêm một mũi xích nữa. Ta có được 4 xích rồi thì đâm kim vào chân mà mình móc mũi dời đó đó, móc tiếp cho mình 3 mũi kép đơn vào chân móc này ha. Vào chân của mũi móc đơn. Như vậy là lúc này mình sẽ có được một nửa họa tiết sò ha. Thì kết thúc, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa của họa tiết sò kế bên, móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân của mũi móc đơn, móc một họa tiết sò ha. Thì các bạn sẽ móc cho mình các cái họa tiết sò chồng lên nhau nè. Chân mũi móc đơn thì móc họa tiết sò, còn chân của họa tiết sò thì móc mũi móc đơn. Đây, chân mũi móc đơn nè, móc họa tiết sò gồm 3 mũi kép đơn. Lên một xích và tiếp tục 3 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Hoàn tất được họa tiết sò rồi, đâm kim vào chính giữa của họa tiết sò và móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Tức là khi móc các cái họa tiết sò nè, chân mũi móc đơn móc họa tiết sò, còn chính giữa họa tiết sò sẽ móc mũi móc đơn ha. Đây móc họa tiết sò nè, chính giữa thì móc mũi đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi móc cho mình đến cuối hàng, ở vòng móc này mình bắt đầu bởi nửa họa tiết sò. Lúc này mình sẽ còn thiếu 2 mũi móc nữa để kết thúc họa tiết sò này. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía sau của 3 mũi xích này nè. Nó có một cái chân móc ở phía sau ha. Ta sẽ đâm kim vào đó và móc vào 2 mũi kép đơn. Được 2 mũi kép đơn rồi, đâm kim vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên, móc một mũi dời. Sau đó ta cũng dời kim vào cái khoảng trống của họa tiết sò này và móc vào khoảng trống đó một mũi dời. Móc lên một xích. Hàng móc tiếp theo này mình sẽ bắt đầu bằng mũi đơn, thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc thứ nhất. Tức là khoảng trống chính giữa này móc một mũi móc đơn. Sau đó là một họa tiết sò vào chân móc mũi đơn kế bên ha. Vào đây. Tiếp tục là một mũi móc đơn vào đây và một họa tiết sò vào chân mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Những hàng móc nào bắt đầu bằng mũi đơn thì làm tương tự giống hàng thứ nhất. Còn những hàng nào mà bắt đầu bằng nửa họa tiết sò thì sẽ làm tương tự như hàng thứ hai này ha. Sau đó móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc nữa. Cho đến khi chiều cao từ phần đáy túi đi lên đến cái phần cổ túi nè, nó sẽ đủ cái chiều cao mà các bạn có thể đựng phụ kiện vào trong ha. Khi đã có được chiều cao của phần thân túi và hoàn tất phần miệng túi rồi ha, để phụ kiện vào trong thì nó sẽ có được một cái độ cao như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí. Đối với phần tay thì tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một xích. Sau đó móc vào vòng tròn mình vừa tạo này 5 mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Và kép đơn thứ năm. Được 5 mũi kép đơn rồi, móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào cái vòng tròn này, móc một mũi dời. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Nắm hai đầu len và quất thật mạnh vào ha. Thì mình sẽ có được một phần tay với cái độ cúp như thế này.
Các bạn sẽ móc cho mình hai tay tương tự như vậy ha. Sau đó mình sẽ đến vào trong phần thân túi, vào hai bên cái góc nè. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn móc phần mũi. Phần mũi cũng tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì mình sẽ tạo hai phần bờm trước, móc vào vòng tròn mình vừa tạo này ba mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba. Được ba mũi kép đơn rồi, lên hai xích, đâm kim vào vòng tròn đầu tiên đó, móc một mũi dời. Tiếp tục móc lên hai xích, móc vào vòng tròn đó ba mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba. Được ba mũi rồi ha, lên hai xích và cũng móc vào vòng tròn đó một mũi dời. Ta tạo được hai phần bờm rồi nè, thì tiếp tục tạo phần mũi ha, móc lên hai xích. Thì phần mũi các bạn sẽ móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn thay vì là ba mũi kép đơn như phần bờm ha. Ta có kép đơn thứ nhất nè và kép đơn thứ hai. Sau đó lên hai xích và móc vào vòng tròn đó một mũi giờ để mình kết thúc. Kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào cái vòng tròn đó, kéo sợi len ra phía sau. Và guốc sợi len thật mạnh vào ha, cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại. Thì ta sẽ hoàn tất được hai bờm và mũi. Tức là phần mũi nó sẽ có hai mũi kép đơn ha, phần bờm là ba mũi kép đơn nè. Dùng kim khâu và xỏ cho mình sợi len màu đen vào kim khâu và mình tiến hành khâu cái phần mũi ha. Đâm kim vào vòng tròn phía dưới nè. Và các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào các cái chân móc ở bên trên của phần mũi. Tức là cái cụm mà có hai mũi kép đơn ha. Thì mình cứ đâm kim tương tự từ trên xuống dưới, làm sao cho nó lắp đầy được cái phần mũi ha. Sau đó mình sẽ đến cố định vào trong phần mặt. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn móc phần đuôi ở phía sau. Ở phần đuôi tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút, sau đó móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Có được 5 mũi móc xích rồi, móc tiếp lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào 5 chân móc, mỗi chân là một mũi dời ha. Kết thúc thì móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len. Để tạo phần đuôi thì cũng tạo cho mình một nút ở sợi dây màu vàng ha. Khi có được một nút rồi, đâm kim vào chân móc của mũi dời cuối cùng ở đây nè, ở cái phần góc này ha. Kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi xích. Được hai mũi xích rồi ha, ta lấy len đâm kim vào chân móc đó, sau đó kéo len qua chân móc. Có ba mũi trên kim thì kéo len qua hai chân trên kim. Tiếp tục lấy len lần thứ hai và đâm kim vào chân móc, kéo len và kéo qua hai chân trên kim, sau đó kéo len qua ba chân trên kim. Từ đây móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đó, móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Đâm từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời, kéo sợi len thừa ra phía sau và giấu len thừa vào trong mũi móc. Các bạn sẽ sử dụng cho mình hai sợi len thừa ở bên trên nè và mình tiến hành cột vào phần thân sau của hổ ha. Ta sẽ có được một thun đuôi như thế này. Còn đối với mặt trước thì các bạn có thể dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cố định cho mình phần tai cũng như là phần mũi nè. Và cũng sử dụng kim khâu để mình khâu cái họa tiết râu cũng như là trang trí mắt cho hổ ha. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một sợi dây đeo. Thì đối với sợi dây đeo các bạn sẽ tạo cho mình một sợi dây xích như bình thường ha. Sau đó mình sẽ nối
vào chính giữa của cái hàng móc mình móc phần thân hông á. Tức là ở đây mình có bốn hàng móc nè, thì hai bên hàng móc này và hai bên hàng móc bên kia ha, ta sẽ chọn cái điểm nằm chính giữa. Sau đó mình sẽ tiến hành nối hai đầu dây ở cái điểm chính giữa này. Có được độ dài của sợi xích rồi ha, thì đầu còn lại các bạn cũng nối cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa nè. Sau đó cột cúc lại và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được phần dây đeo như thế này ha. Mặt trước trang trí họa tiết chú hổ và mặt sau có đuôi nè. Miệng túi thì mình có thể để phụ kiện vào bên trong, các bạn có thể đựng điện thoại hoặc là bao lì xì cho bé ha. Đối với những bạn nào mà muốn cho phần miệng túi của mình nó được chắc chắn á, mình bỏ phụ kiện vào bên trong nó không có dễ lọt ra bên ngoài, thì các bạn có thể khâu cho mình thêm một cái nút hít ở đây để mình cố định lại được phần miệng túi ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một cái mẫu túi hình chú hổ như thế này. Chúc các bạn thành công!